Bài 71. Giải phương trình bậc 2 bằng phương pháp tính nhẩm. Ta có a bình phương cộng 13a cộng 36 bằng 0. Tới đây ta nhận xét một tí xíu ta thấy 36 lớn hơn 0 là tích của hai số cùng dấu. Vì cùng dấu nên nhân nhau ra dấu cộng. Cùng dấu dương nhân nhau ra cộng, cùng dấu âm nhân nhau ra cộng. Vậy hai số ta đang tìm là hai số cùng dấu cùng dấu dương hay cùng dấu âm ta không biết, ta phải xem coi tổng của chúng như thế nào. Ta thấy 13 lớn hơn 0 là tổng của hai số cùng dấu. Vậy suy ra ta được hai số đang tìm là hai số dương, vì hai số âm nhân nhau ra dương, nhưng hai số âm cộng nhau không ra dương. Hai số dương nhân nhau ra dương và hai số dương cộng với nhau ra dương thỏa mãn hai điều kiện cùng một lúc, vậy hai số đang tìm là hai số dương. Cách làm, ta lấy a nhân cho c không tính về dấu, nghĩa là 1 nhân cho 36 bằng 36. 36 chia hết cho các số sau. 36 chia 1 được 36. 36 chia 2 được 18. 36 chia 3 được 12. 36 chia 4 được 9. 36 không chia chẵn cho 5. 36 chia cho 6 được 6. Ta lần lượt so sánh từng cặp số này với 13 và nhớ rằng hai số đang tìm là hai số dương, nghĩa là 1 và 36 đều là hai số dương, 2 với 18 là hai số dương. Vậy bắt đầu so sánh. So sánh với 13. 1 và 36 là hai số dương cộng lại là 37 không bằng 13. Ta không lấy hai số này. 2 và 18 là cộng lại là 20 cũng không bằng 13, ta không chọn hai số này. 3 và 12 cộng lại là 15 cũng không bằng 13, ta không chọn hai số này. 4 và 9 cộng lại là 13, vậy thỏa mãn. 13 là tổng của hai số cùng dấu. Vậy ta chọn 4 và 9 vì 4 cộng 9 bằng 13. Những số còn lại ta bỏ đi. Trở lại đề bài. Ta có A bình phương cộng 13A cộng 36 tương đương với A cộng 4 là số thứ nhất ta vừa mới kiếm. Nhân cho A cộng 9 là số hạ thứ hai ta cũng vừa mới kiếm. Ta thấy tích của hai số bằng 0 nghĩa là số thứ nhất là A cộng 4 phải bằng 0 hay là số thứ hai là A cộng 9 phải bằng 0. A cộng 4 bằng 0 hay A cộng 9 phải bằng 0. Vậy suy ra ta được A bằng trừ 4 hay A bằng 9. Tới đây ta đã giải xong bài 71. Bài 72 giải phương trình bậc 2 bằng phương pháp tính nhẩm. Ta có 1x bình phương trừ 5x trừ 7 bằng 0. Nhận xét một tí xíu ta thấy trừ 7 là tích của hai số khác dấu. Suy ra hai số ta đang tìm là khác dấu. Kế đến trừ 5 là tổng của hai số khác dấu. Tí nữa ta sẽ so sánh hai số ta đang tìm với trừ 5. Cách làm, ta lấy A nhân cho C không tính về dấu, nghĩa là 1 nhân cho 7 bằng 7, 7 chia hết cho 1 được 7. Hai số ta đang tìm là hai số khác dấu như vậy, lần lượt ta đổi dấu cho nhau. Số 1 là cộng thì số 7 phải là trừ và số 7 là cộng thì số 1 phải là trừ. Ta bắt đầu so sánh, Số 1 là cộng thì số 7 là trừ, nghĩa là tổng hai số thì bằng trừ 6, khác với trừ 5, khác với trừ 5 trên này. Vậy ta không nhận 1 và 7 và đổi chiều lại. Ta có số 1 bây giờ là trừ 1, số 7 bây giờ là cộng 7, trừ 1 và cộng 7 thì bằng 6, khác với trừ 5 cũng vậy, ta không nhận. Như vậy ta không kiếm được hai số để thỏa mãn. Tích của chúng là trừ 7 và tổng của chúng là trừ 5, vậy bài này không giải bằng phương pháp nhẩm được, ta phải giải bằng phương pháp tính delta.